Chào các bạn, đây là bộ PC cao cấp đầu tiên được xuất hiện tại Tytech. Và hôm nay bọn mình sẽ build cho anh khách ở đây một bộ PC với trị giá tổng lên tới 80 triệu đồng. Đây là một cái cấu hình của đội xanh, cho nên là chúng ta sẽ có được một con main ROG Strix Z690F Gaming. Đây là một con main có tổng face là 16+1, cho nên nó vẫn support rất ngon cho những con CPU có iGPU bên trong. Và đối với con i7-13700K năm nay cũng được nâng cấp một chút xíu về iGPU, nên sẽ phần nào đó hưởng lợi từ chính con mainboard này. Cái lý do nữa mà mình chọn con main này, tại vì đây là một trong những con main hiện thời có cái phần BIOS custom từ bên trong khá là ổn áp dành cho những con CPU thế hệ 13 mới nhất. Tức là về bản chất ấy, thì BIOS mặc định hiện thời vẫn chưa có được support cho những con CPU Core i thế hệ 13, cho nên là khi mà mình lấy về thì sẽ phải update BIOS lại và cũng như là tinh chỉnh lại một chút xíu về một số những cái trị số bên trong để giúp cho con CPU này có thể chạy ổn định trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Và kèm theo là bởi vì main có hỗ trợ chúng ta RAM DDR5 nên ở đây mình đang sử dụng một cặp RAM Kingston Fury Beast. Đây gần như là cặp RAM có giá thành ổn cũng như là chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với lại cái kit này nó sẽ là kit DDR5 với lại cái số bus là 5600 và kèm thêm là mỗi thanh 16GB và kèm thêm là còn dư thêm 2 slot ở trên main, là nếu như khách có nhu cầu nâng cấp thì cũng sẽ có thể làm được điều đó. SD thì mình đang chọn một cái mã là KC3000. Đây là một cái kit SD mà chúng ta được support với PCIe Gen 4, và cái tốc độ của con KC3000 này cũng rất là nhanh khi mà nó được hỗ trợ luôn cả cache từ bên trong cho SD, nên là nếu như mà muốn về cái tính ổn định cũng như là tốc độ thì đây là một trong những SD không thể nào bỏ qua. Và tại vì bạn khách của team thì đang có làm đồ họa nặng, cho nên là mình sẽ set up cho bạn một cái hệ thống mà nó có một con CPU nhiều nhân nhiều luôn. Và điển hình ở đây là con CPU Core i7-13700K mới nhất. Cái lợi thế của con này là chúng ta có tới tổng cộng là 16x24 luôn, tức là 8x P-Core và 8x E-Core tiết kiệm điện và giúp chúng ta có một cái hiệu quả sử dụng tốt hơn trong tất cả mọi tình huống. Cho dù là bạn đang render dài hơi khi mà chúng ta đụng vào các project nặng, hay cả khi bạn sử dụng với các tác vụ thông thường, thì cái E-Core của nó cũng sẽ giúp cho bạn có thể sử dụng một cách mượt mà không có vấn đề gì cả. Thì khi mà test trên hệ thống RAM DDR5 thì những con CPU Core i7 thế hệ 13 cho ra một kết quả rất là khả quan. Hôm sau mình sẽ làm một cái video test giữa RAM DDR4 và DDR5 ở trên một cái hệ thống Intel Gen 13 cho các bạn cùng coi. Và chắc chắn không thể thiếu đó chính là một con GPU rất rất mạnh trong cái hệ thống này, đó chính là một con RTX 3090. Và chúng ta có một cái model rất là mạnh, đó chính là MSI Gaming X Trial. Thì đây là một con card đồ họa có cái sức mạnh hiệu năng vẫn đang rất là ngon, nhưng mà giá thành của nó hiện tại thì nó dễ tiếp cận hơn là những con 4090 hiện thời. Cho nên là nếu như build cho cả một cái hệ thống này mà đi vào hướng BB và bạn vẫn có thể sử dụng lâu dài từ khoảng 5 cho đến 10 năm tới thì chắc chắn con card đồ họa này vẫn còn làm rất là tốt. Và để giải nhiệt được cho con CPU i7-13700K thì mình cũng sẽ kết hợp với một con tảng đến từ NZXT với cái mã hiệu là NZXT Kraken Z73. Đây là một trong những con IO 360 hiện thời có khả năng giải nhiệt tốt nhất cho CPU. Nhưng mà nhìn chung nha, là lát nữa khi mà team lắp hết tất cả hệ thống máy tính vào thì mình sẽ không có để default cho con CPU này chạy, mà mình sẽ custom lại một chút xíu cho cái total power của con CPU này nó sẽ tỏa ra tối đa là 210W thôi, để cho nó vẫn giữ được một mức nhiệt độ ổn định cũng như là hiệu năng của nó vẫn đủ và giúp cho con CPU có thể giúp cho anh khách này có thể làm việc dài hơi mà không lo về vấn đề tản nhiệt hay là hiệu quả hệ thống. Nhưng mà vẫn quay trở lại với con Kraken Z73 này, cộng thêm cái kit fan NZXT ở đây và kèm thêm cái case NZXT H7 ngay phía bên dưới nữa, thì đây là một cái kết hợp combo rất là đẹp khi mà họ sẽ up vào trong cái hệ thống. Và trên cái con main này cũng hỗ trợ luôn cả NZXT cam, là lát nữa khi mà chúng ta đã lắp đặt máy xong á, mình sẽ tinh chỉnh cho các bạn coi về phần LED của nó khi mà nó đồng bộ sẽ rất rất là ngầu. Và đương nhiên là hệ thống này sẽ không thể thiếu một con nguồn chất lượng, thì đây Corsair RM1000X, đây là một trong những con nguồn rất là xịn ở trên thị trường hiện nay và nó có thể dễ dàng kéo được full cả setup này ở trong bất kể tình huống nào. Và ngay bây giờ cùng nhau đến với ngay phần lắp đặt. We'll be right back.
Vậy là cuối cùng team Titech đã hoàn thành xong cái bộ máy tính này và sẽ gửi về cho bạn khách với cái cấu hình rất là cao và tất cả mọi thứ đều hoàn thiện như các bạn đang thấy rồi. Những cái tính năng mà đồng bộ LED đều được tùy chỉnh rất là dễ dàng thông qua phần mềm NZXT Cam và giờ các bạn có thấy một cái bộ máy rất là đã. Và nếu như các bạn có nhu cầu BBC thì các bạn có thể liên hệ ngay fanpage của Titech, mình sẽ để cái link fanpage ngay phía bên dưới và cũng sẽ có rất là nhiều những cái cấu hình khác nhau tùy thuộc theo những cái yêu cầu cũng như là nhu cầu của chính các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và đừng quên là mình sẽ lên sóng video vào lúc 19:30 hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.